Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Các bạn biết không, ở trên tay mình có một cái thùng này các bạn. Đó, các bạn biết không, cái thùng này nè, dế ở trong đây nè các bạn. Nè, để mình bắt lên cho các bạn xem nha. Ồ, đó, các bạn thấy chưa, cái còn dế cơm nè các bạn ơi. Đó, con nào con nấy nè, nó đẹp ghê không các bạn, bự bự không à, quá đã luôn các bạn ơi. Đó. Bữa nay mình chia sẻ cho các bạn xem nha, với cơm ở Tây Ninh này các bạn. Đó, đã không các bạn, rất là nhiều luôn các bạn ơi, nhiều lắm. Mình không có thả ra được, để mình quay xuống cho các bạn xem nha. À, các bạn xem nè, dế nè, thấy chưa, con nào con nấy nó bự bự không à các bạn ơi. Đó, nó bò lên dế này ha. Mình ga mặn đó các bạn, ngon lắm các bạn ơi. Đó, bạn nhìn đã, dế cơm nè, mập mập không, dế này nó đủ cánh rồi nè các bạn, cái cánh của nó gì là đủ rồi nè, thấy không. Bây giờ nó cắn mình các bạn ơi. Ôi con này bự nè, chèn ơi nó bự, thấy vậy chứ bự lắm nha các bạn. Đó, quá chừng bự luôn, đã đời luôn. Thì cầm lạng quạng nó cắn ha các bạn ơi, nó có cái mỏ nó cắn ở đây nè, nè cái mỏ nó ở đây nè, thấy không, mình mà cầm lạng quạng là nó cắn mình đó. Nhiều ha các bạn. Cái dế này nè là của cháu mình á, mới đem lại nó tặng cho mình nè các bạn ơi, quá đã luôn. 31 con á các bạn, con nào nấy nè, nấy nái không không, dế mà đủ cánh gì á là nó ăn được rồi các bạn ơi, ngon lắm, quá đã luôn. Nè các bạn nhìn xem là nó bự gì nè các bạn ơi, trời ơi đã đời không. Bữa nay á mình quay cho các bạn xem gì thôi, chứ bữa nay mình không có mặn thịt nó được nha các bạn. Bữa nay mình ăn chay cho nên mình không có mặn thịt nó nha các bạn. Đó, mình quay lên cho các bạn xem mấy cái con dế dễ thương ghê chưa. Hai con thì cả luôn. Mưa xuống luôn rồi các bạn ơi. Ôi à, nó cắn mình đó các bạn. Cái này cầm lại quả là nó cắn rồi, xích cái giọt, xích cái giọt các bạn. Mắt còn khác. Nó chuẩn bị cắn mình đó các bạn. Bây giờ đang mưa luôn đó các bạn ơi, ông trời đang mưa xuống kìa, mưa ào ào luôn. Cái này á là mình chỉ bỏ ở trong cái thùng gì thôi các bạn, chứ mình không có để ở ngoài cái thao được nha các bạn. Cái thao này để là nó nhảy hết trơn luôn, bắt lại là không có được đâu, khó bắt lắm. Con dế này nó ở dưới hang đó các bạn, dế nó ở dưới hang á, mình khó bắt nó dữ lắm các bạn ơi. Ôi, cái này nè là mình gam nước mắm á các bạn, ngon lắm. Vì nước mắm nó ngon dữ lắm luôn, đặc sản của Tây Ninh đó các bạn ơi. Nó nhảy các bạn ơi.
dạ. Nó bắt được nó lắm luôn đó các bạn. Đã ghê em các bạn. Nè các bạn ơi, hai con nhìn dễ thương không? Ôi da, ôi da, nó cắn quá. Các bạn ơi, hôm nay á, mình chia sẻ cho các bạn xem mấy cái con dế ở Tây Ninh á, các bạn, cái dế cơm á. Cái này là đặc sản của Tây Ninh nha các bạn. Món ăn dế cơm là gọi là đặc sản của Tây Ninh luôn các bạn. Đó. Hôm nay á, mình chia sẻ cho các bạn biết là dế cơm của mình ở đây á, là nó bự gì nè các bạn. Rồi nó cắn mình các bạn ơi. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn gần xa biết á các bạn. Bạn thấy được cái con dế cơm ở Tây Ninh của mình gì nè ha. Đó. Đẹp ha các bạn. Đã ha. Món ăn này ngon lắm luôn á các bạn ơi. Tại vì tiếc á, là bữa nay mình ăn chay các bạn, cho nên mình không có thể nào mà mình làm cho các bạn xem được. Bởi vì mình cái này là mình sẽ gửi qua cho con mình đi bộ đội á các bạn, cho con mình ăn, chứ mình không có ăn cái con này trong bữa nay nha các bạn. Tại vì hôm nay mình ăn chay tới mấy ngày rồi các bạn ơi, cho nên cái này mình sẽ gửi qua cho con mình đi bộ đội ăn. Hôm nay mình chỉ chia sẻ cho các bạn biết cái của con với cơm là đặc sản của Tây Ninh này thôi nha các bạn. Về đến đây video của mình cũng đã dài rồi, mình sẽ kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn. Nó đè nó cắn mình các bạn ơi. Rồi bye bye các bạn nha.